Chào mừng các bạn đến với Đời Sống Muôn Màu channel của bà Tám Kali. Hôm nay Tám lại tiếp tục mời các bạn xem bà Tám chơi bán đồ chơi nha. Trong video clip này Tám cũng là tỉa hoa bằng cao củ đó các bạn. Hôm nay Tám làm hoa hồng bằng củ cải trắng, cà rốt và củ dền. Xin mời các bạn xem giải trí thôi ha. Nếu mà bạn nào thích thì có thể làm theo bà Tám được á. Bởi vì những cái thứ này ở trong nhà bếp của mình thường hay có, rảnh rỗi làm chơi thôi. Bây giờ xin mời các bạn cùng coi bà Tám chơi bán đồ chơi nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ.